Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận một top căn EBZZ dành cho 25.000 người tham gia đầu tiên nha các bạn. Thì một top căn EBZZ này cũng khoảng 64 đô các bạn. Thì thông tin này trên tờ Twitter của dự án đưa ra các bạn, chứ không phải là thông tin của sàn MHC. Thì mình không, dự án này mình không có biết là nó sẽ uy tín 100% các bạn, thì nên nên các bạn làm dán này luôn đi các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Vô đầu tiên các bạn follow từ, các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản trên sàn MHC dưới phần link mô tả thứ nhất của mình nha các bạn. Sau đó các bạn theo dõi tờ Twitter nữa nè. Thì trên thông tin MHC thì nó không có click con tôi cần này các bạn. Rồi trên tờ Twitter các bạn theo dõi các bạn. Nên mình làm luôn các bạn. Cái này có hơn là rồi tiếp tục các bạn like và tweet tăng 5 người bạn nữa. Mình làm đi, ăn được ăn không được cũng chả mất cái gì. Để bỏ qua cơ hội này thật là đáng tiếc nha các bạn. Rồi bạn like nè. Các bạn chỉnh dạng như tweet nè. Các bạn tăng 5 người bạn mình vào các bạn. Tweet like nè. Rồi, tiếp tục các bạn bắt đắp lên phong nè. Rồi, các bạn join kênh seller của nó nè. Mà rồi các bạn son sài gấp nha bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi các bạn son tiếp lên channel luôn nè. Rồi bạn son sài nha bạn. Thì để đủ điều kiện đó thì các bạn cần mời ít nhất là tối thiểu là một người bạn nha các bạn. Mời ít nhất là một người để nhận airdrop nè. Rồi, trong đầu tiên các bạn này địa chỉ các bạn đã đăng ký trên tài khoản MHC này các bạn. Email các bạn đã cái email này trùng với tài khoản email của trên sàn MHC các bạn. Tiếp tục các bạn điền lưu xin em tổng tới mình. WinVNN9. Tiếp tục các bạn điền lưu xin em Telegram của tất cả các bạn nè các bạn. Thì các bạn mở Telegram tất cả các bạn ra nè. Bạn nhập vào 3 gạch cùng vào setting copy dữ xin em mình cộng anh Bốc Suwa. Rồi nó hỏi bạn có phải là robot không thì các bạn bấm không nha các bạn. Rồi cái mã mờ này thì là cái mã username Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Còn các bạn nhập vào của mình thì các bạn nhập vào anh ở cộng 43 mà có để phần link mô tả dưới video cho các bạn nha các bạn. Rồi bạn bấm ra là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một trình để góp nhận một top căn EBZZ đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.